out the other side and drive. The car doesn't run. Close to me, he's a police department! Can you roar? 100% of the money goes to chalk. Chặng đua xe mà rất là kỳ năng, xe càng tung càng nhiều càng hay năng. Đó là chương trình hôm nay mình sẽ cho khán giả được xem năng. Xin khán giả cùng theo dõi chương trình hôm nay. Go! One, two, to enforce our rules that are insurance and fair. So, let's courteous to our staff. Your car doesn't run, just wait. And you see a car with the driver's door at the intersection, he has the right of way. Yeah. You need to slow down and let that driver's door get in. Let me go. What's the rule? The rules is just trying to finish 80 laps before everyone else. If you accidentally hit someone, you accidentally hit someone. They said that there's a chance that your car will not start. Yeah, yeah, because all these cars are old. All these cars are old. And after the race, they're gonna get salvaged. So. Okay, đây là một cái cuộc đua xe mà cho gây quỹ cho bệnh viện thiếu nhi của quận Cam. Thì cái này người ta dùng là ở Orange County trong một tuần này. Từ ngày 1 tới hôm nay thì có nhiều loại đua khác nhau. Cái này là được ủng hộ vì những cái tiệm kinh doanh, quán ăn hay là một cái quán nước hay là cái gì đó. Thì người ta contact với cái chỗ Southside Towing. Thì 100% của cái gây quỹ này sẽ cho 100% là sẽ được tặng lại cho cái nhà bệnh viện thiên nhi. Người nào được lái những xe này? Cái này thì mỗi hầu như là những cái chỗ cảnh sát hay là chữa lửa là những chữa cháy thì là cho mỗi lần thì được một người hai người như vậy. Thì nếu mình lucky thì mình được chọn để lái chiếc xe này. Năm này thì được, năm tới có cái người khác sẽ. Yeah. Cabal. Yes. Got it. Cabal. I thought. It's cabal. It's yeah. My design, well, I am known for it because I look like Krillin. Như là ở trong cái phim hoạt hình Dragon Ball thì rất nhiều người nói là giống như Krillin. That's why I have Krillins on. I got Krillins on the side. Cái này là coi như là người bạn thân đã mất hồi tháng 9 tháng 12 năm 2018. Bạn thân cũng là đi học cảnh sát chung với nhau và cũng là bị mất ở khi vì công việc, cho nên cũng dedicate. Còn cái này là cái design này là Captain America. Captain America là người coi như là his favorite superhero. Yes, Oscar's favorite superhero. So that's why I designed. Oh no, này là I draw myself. So you have a lot of free time. Yeah, so this is the, if you haven't seen it, this is the shield, the Captain America shield. Let's see. So why do you do this, Cap? This to raise fun, to raise cho như là gây quỹ cho chalk
thì và cũng dedicate cho một cái phần nào đó cho người bạn đã mất đi. Yeah, and it is fun. Không, không được gì hết, chỉ được tên tuổi. Ok, và bây giờ đã đến giờ mình sẽ đua nàng, nãy giờ nói chuyện không à. Và mình sẽ tìm hiểu thêm về cái cuộc thi đua xe kiểu này sẽ ra sao nè mọi người. Và Khang sẽ có một cái GoPro cho cả nhà được xem trong chiếc xe nó sẽ ra sao nàng. Và xin các khán giả cùng xem. Đã bước vào cuộc đua hôm nay và xe mà mình ủng hộ là 512 nè mọi người, là cảnh sát Costa Mesa PD đã đó, đã chạy vào rồi đó. Bây giờ mình sẽ theo dõi nè. My name is David Pato. I'm with one of the owners of Southside Towing. This event is police versus fire. We also have some city council members doing the figure eight show. We build these RVs and cars to raise money for CHOC, that's Children's Hospital of Orange County. We've raised $51,000, that was a Thursday, and our goal is trying to hit 75 this year. These cars right here are the cars that they're gonna be running in a figure eight show tonight. And in the background, you saw the RVs. Those are the cars that the police and fire chiefs are going to be crashing into each other. So the way you could donate money is if you go to CHOC, they have a website set up. If you could donate a dollar, $5, I mean, 100% of the money goes to CHOC. We don't make any money. I build these cars, I donate my time. I probably spend about $30,000 on this event. My goal is to hit $250,000 next year. We've been doing this event for about 13 years, and we actually came to this event and we saw the cars, and my little kid asked, can we build one? So we built one, and next thing you know, we built two, and now we're building 18 RVs and 36 cars. And our goal, like I said, is just to raise money for CHOC. My son actually went to CHOC when he was 4 years old, and the people and the staff there, they're just amazing. You're not gonna be able to see it this year. It sells out every year, but I do recommend come and see it. It's comedy. I mean, we have police chiefs and fire chiefs, city council members. They're driving for CHOC, crashing into each other. If anybody wants to donate, 100% of the money goes to CHOC, and that's our goal. So give them some money, watch them walk around, empty those pockets, give some dollars for CHOC, because it's an important fundraiser for an important group, an important organization that... Ok, và mọi người, và bây giờ những người lái xe sẽ đi nhận xe nè. Và Khang sẽ theo nè mọi người.
và khán giả cái này Khang cũng không có biết đang chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng mà mình cũng ráng chờ thôi. Và những chiếc xe đang đậu chuẩn bị, và một lần nữa này cái này gọi là Figure 8 Racing, là chạy trong số 8 đó, cái hình số 8 đó mọi người. Tự nhiên này mình lại có chiếc xe này nữa, không biết cái xe này làm gì đây. Cái này là chắc để kéo những chiếc xe mà hư đó các mọi người. Và mình sẽ xem hôm nay cái cuộc thi để gây quỹ cho bệnh viện Chalk Hospital. Và đã bắt đầu nè mọi người, và những chiếc xe đã bắt đầu, và mình thấy chiếc xe 215 của cảnh sát bao ca 215, và mình sẽ xem nhiều phần nè mọi người. Chạy chiếc xe số 8 thôi, anh nghĩ chạy phải đến chạy một vài vòng, như là người nào mà xong 15 vòng trước sẽ thắng nè, là ai tung nhau. Và nãy giờ mình chưa thấy ai tung gì hết, chắc kiểu này người nào cũng hiền hết, cảnh sát đồ chữa cháy không ai chịu tung nhau hết nè. Khang nghĩ mình cần một tung nhau một chút đi nàng. Đó, đúng rồi, chiếc xe đó tung nhau một chút đi. Yeah, thêm máu một chút mọi người, thêm chút máu đi để cho vui nàng. Chắc là lái giỏi hơn là những người chữa cháy đúng không? Và xe nào hư thì nằm yên một chỗ nè.
khán giả có thấy cái trận đua xe mà rất là kỳ năng, xe càng tung càng nhiều càng hay năng. Đó là chương trình hôm nay mình sẽ cho khán giả được xem năng. Xin khán giả cùng theo dõi chương trình hôm nay. Let's go. Để ý xe nào mà hư thì phải nằm im một chỗ và sau đó sẽ có người towing truck của hãng Southside Towing, họ sẽ vào, họ sẽ kéo ra. Và sau đó mình có chiếc cái phần kế tiếp nè mọi người, đó là demolition. Và bây giờ mình sẽ đi tìm người lái xe, anh của Khang nè mọi người, ra sẽ hỏi ra ra sao. Cái này giống như là một cái cảnh gladiator, trận đấu gladiator thời xưa mọi người. Khang nghĩ cái này vì lý do đó, Khang nghĩ nhất là nhiều người rất là thích đi xem những cái tông xe như cái này, là một cái trận đấu Roman Gladiator gì đó. Xe hư sẽ được kéo vào bởi hãng Southside Towing, là một trong những người bảo trợ cho chương trình đua xe kỳ này nè mọi người. Xe này hư nè, thấy không? So, what was your feeling? Oh man, what? Everyone got to do it this at least once. It's like a no bumper car, really much. A no bumper car. But I think police have a better advantage than the fire. Because cảnh sát chạy xe nguy hiểm hơn là chữa cháy. Ok, và cái khán giả đó nào mà mình chưa có cơ hội mình quay. Hả? I don't even know. I don't know, đâu ai biết đâu. Thắng thua là chuyện thường, không biết nữa. Và trong này chiếc xe này nói chung là không còn cái gì hết. Xe này là kéo ra máy hết, ghế rồi hết, chỉ có người lái xe rồi thôi. Really? You got first? I did. Oh no, you make it up. I don't even know who's first, who's second. You guys just run. Yeah, just running. Yeah. Okay, he won first. Yes. What a good sportsmanship. Congratulations. Guys, look, coi cái này nè, xe này tung là hư. Cát tùm lum hết nè mọi người, để nhìn chụp nè. Cát tùm lum hết nè, xe đâm.
những người chief sẽ là người lái xe. Này là bên Fullerton. Với khán giả thì nói chung Trang bây giờ Trang đang ngồi chờ. Cái phần chờ này cũng rất là, này cũng hơi ồn nè mọi người. Trang đứng gần, rất là gần sân khấu. Nhưng mà mình nghĩ là bên Mỹ thì nói chung là đi làm thì cũng cực, nhưng mà nhiều người chơi cũng rất là lớn. Này là những chiếc xe mà tung nhau, đụng nhau. Nói chung này là một cái cuộc sống bên Mỹ nè mọi người. Cuộc sống bên Mỹ là mình làm cực, work hard, nhưng mà mình phải party hard. Và cái này là hôm nay mình có cơ hội, hôm nay thì Khang như là khán giả, Khang muốn đem cho khán giả được cái cơ hội tìm hiểu thêm về cái OC Fair một chút. Và bây giờ thì mình đang chờ năng, mình chờ cái cuộc thi đua nó sẽ ra sao. Và Khang sẽ cho khán giả xem một cái clip về OC Fair và năm nay OC Fair có gì khác biệt nè mọi người. Let's see. Chào mừng các bạn đến với hội chợ Orange County, nơi vui chơi và giải trí không thể bỏ lỡ. Tại đây bạn sẽ được trải nghiệm một thế giới đầy sắc màu với hàng ngàn hoạt động hấp dẫn. Hội chợ được tổ chức hàng năm tại Orange County, California, giữa tháng 7 đến giữa tháng 8, còn một tuần nữa thôi mọi người nang. Nếu ai mà chưa biết đến, hãy tìm hiểu thêm về tuần này nang, và sau đó mình chắc phải chờ một năm nữa mới có. Và là một sự kiện nổi bật thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi. Đầu tiên hãy cùng khám phá khu ẩm thực đa dạng, từ những món ăn truyền thống đến những món ăn sáng tạo. Hội chợ có đủ mọi loại thực phẩm để làm hài lòng mọi khẩu vị. Và không thể thiếu các buổi biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật hấp dẫn. Tại đây bạn sẽ được thưởng thức những màn trình diễn tuyệt vời từ các nghệ sĩ tài năng, cùng với các hoạt động văn hóa và nghệ thuật đặc sắc. Hội chợ Orange County chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm không thể quên được. Hãy đến tham gia OC Fair nha mọi người. Đừng quên theo dõi trang web và mạng xã hội của hội chợ để cập nhật thông tin mới nhất. Hẹn gặp lại mọi người chắc năm tới đúng không? Alright, và bây giờ mình sẽ ra lại cái phần đua xe, tung xe rất là thú vị. Khán giả, bây giờ mình đã trở lại phần thứ hai nang. Và phần này gọi là Mobile Home Demolition. Đây là những người chức cao thôi nang, là chief của cảnh sát hay là chữa cháy mới được dự vào cái cuộc hành trình, cái cuộc thi đua này. Nói chung không phải là thi đua gì hết, đó là tung xe nhau nè. Và mình coi sẽ phần thứ hai đây khán giả. Và bây giờ sau khi mình đã tìm hiểu thêm một chút về cái OC Fair thì bây giờ mình sẽ xem qua phần này mà khán giả cùng theo Khang nè, để coi tung xe như là ra sao. Năm tới người nào muốn đi cũng có thể đi xem được. Đây cái này không phải, cái này là một cái hãng, một cái chỗ bán Chronic Taco, là một cái chỗ bán taco rất là lớn, và họ cũng bảo trợ cho nên họ được một chiếc xe kiểu này. Cũng như là cái này Khang cũng hiểu ra là người nào mà bảo trợ, như là những chỗ cảnh sát lớn hay là những cái tiệm, những cái business mà bảo trợ thì họ cũng sẽ được vào cuộc thi đua hôm nay. Những người chief sẽ là người lái xe. Này là bên Fullerton. Chung người nào mà thích những cái trận đấu gladiator hay những trong phim, cái này Khang nghĩ cái là một cái cảnh tượng giống như vậy đó, nhưng mà mình dùng xe thôi. Mỗi chiếc xe cũng có một vài người ngồi trong đó nữa. Để coi sẽ ra sao. Hết những chiếc xe là những chiếc xe mà RV, Recreational Vehicle, xe nhà di động ha mọi người. Các người đã vào đang nào, và bây giờ mình sẽ xem nè. Cái này một lần nữa nha mọi người. Một cái tuần vui chơi thôi. Để mình tìm hiểu xem về cái OC Fair, một cái điểm về OC Fair mà ít người biết đến. Alright, và bây giờ sẽ ra sao đây? Khang cũng không biết gì nữa nè. Chiếc xe này lớn quá đi, cái xe như là khổng lồ hết. Xe này không biết chạy được không, lui nữa. Bây giờ ai cũng hiền hết. Sao xe này không chạy rồi, xe đứng im rồi.
Cái này là một lần nữa đang là những người chief, những người mà cảnh sát trưởng của những thành phố Fullerton nè, của chữa cháy nè, của bên Fullerton. Và cái này là nói chung là vui chơi để giúp gây quỹ. Và đây cũng có một cái tiệm ăn Chronic Taco. Để nói chung là lui thôi. Cái luật là lui thôi mọi người. Lui. Đây là lui thôi chứ không có được chạy tới. Cũng có chạy tới nữa nè. Xe này hư rồi. Xe này hư rồi. Thì dĩ nhiên cái này Khang nghĩ nó không có vui bằng những chiếc xe nhỏ hơn, là xe này nó chạy chậm hơn, nhưng mà nó đụng thì nó hơi mạnh hơn đó. Nãy giờ có một vài xe đụng thôi. Đây là cảnh sát trưởng của nè. Khán giả có thấy không? Ghê quá. Thì đó là một lần nữa nè, Khang có cơ hội để cho mọi người được xem cái ngày mà ở đây OC Fair hội chợ quận Cam của mình ra sao. Đây là một cái những ngày được xem được những cái mà coi như là đua xe và tung xe. Và ai nếu mà có cơ hội thì tiếp tục. Xe đã tung nè. Ghê quá. Và ai có cơ hội đang và mình năm tới, tại vì đây này cũng là gần cuối cái mùa của OC Fair rồi thì đó. Và bây giờ Khang sẽ một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình Passport to Thành Công trên đài Little Saigon TV. Và Khang đi lang thang của channel riêng của Khang. Ghê quá. Đó, bây giờ khán giả đang xem một chút nữa và hẹn gặp khán giả vào những cái video khác. Một vài phút đã ngừng hết rồi. Vậy là đã xong mọi người. Và bye bye nè. Xin chào khán giả khi tới.